Và Quang Đậu xin chào các bạn. Hiện giờ là Quang Đậu đang đứng ở đầu cầu Trần Hưng Đạo. Và tiếp đến mình sẽ đưa các bạn đi vòng qua đường Nguyễn Du và đến chợ Phan Thiết. Đây là đầu cổng chợ. Con đường Nguyễn Huệ đã bị chặn lại vì con đường này là con đường phố Gia Long cũ trước. Và hôm nay thì trong này thì có những gian hàng bán Tết, cho nên là họ không cho vào. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi ngang qua chùa Ông Chùa Bà. Đây là những ngôi chùa mà đêm 30 giờ thừa là bà con hay đến đây để xin quẻ đầu năm, xin xăm đầu năm, cầu chúc cho gia đình vạn sự như ý, mở đáo thành công trong cái chùa Ông Chùa Bà này. Và trên đoạn đường này thì mình sẽ đưa các bạn đến khu di tích Bắc Hồ. Năm nay thì trong cái khu di tích Bắc Hồ thì có cái mới. Họ tổ chức cho cái những bức tranh triển lãm trong cái dịp sắc màu Bình Thuận 2019. Thì cái giới điện ảnh của tỉnh Bình Thuận và các nơi tham gia trong cái cuộc thi này thì những bức ảnh đạt giải đã đưa về chỗ khu di tích Bắc Hồ. Và đây là nơi mà Bác Hồ đã dừng chân những năm tháng là đất nước Việt Nam mình trong cái nỗi thống khổ ách thống trị của thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Các bạn thấy những cái đoạn súng rất đẹp. Đây là cái ngôi trường mà Bác Hồ đã dạy ở nơi đây, và Bác cũng nghỉ ở nơi đây luôn. Đây là mọi dưới sào đó các bạn. Những bức ảnh như giải nhất, giải nhì, giải ba mà trong cái sắc màu Bình Thuận thì được tập trung triển lãm ở đây. Khi khách dừng chân thì có thể là qua cái chuyến du lịch đi chơi Phan Thiết thì sẽ đến khu di tích Bắc Hồ, đến đây thì thưởng ngoạn cái những bức tranh triển lãm và kết hợp với những dấu ấn mà thời kỳ Bắc Hồ đã dừng chân ở đây. Con Đậu chỉ lướt qua thôi nha, vì thời gian này nói chung là cũng hạn hẹp. Những cái tác phẩm này thì Quang Đậu cũng đã giới thiệu trong cái thời điểm mà nhóm điện ảnh đã dự giải sắc màu Bình Thuận năm 2019 và tổ chức tại quán trường Thái Thành. Đây là phía sau của cái mọi núi sào đó các bạn. Nó có những cái cây to cao rất là mát. Ngoài những bức tranh dự giải thì có những bức tranh mà coi như là dự đại hội và tất cả những gì mà coi như diễn ra, có những cái sự kiện ở trong những cây sử rất đẹp các bạn. Đó là cái lối đi vào của mọi ngôi sao từ bên ngoài vào. Khung cảnh ở đây rất đẹp các bạn. Các bạn nào chưa đến Phan Thiết thì cố gắng và đi du lịch một chuyến và ghé thăm ra đây. Đây là cái cầu Diệp Thanh. Nếu như mà bắn pháo hoa ở cầu giữa thì chúng ta đứng ở cái vị trí này, chúng ta sẽ xem được cái pháo hoa. Đó, nhìn xa là thấy cầu giữa là cầu Lê Hồng Phong đó các bạn. Cầu giữa Lê Hồng Phong. Thì mình đang đứng ở trên cái cầu Diệp Thanh.
là phía là bên phải, nhưng mà lối đi về cũng là cái phía nam. Như vậy là ba cầu, cầu nãy cầu Trần Hưng Đạo mình đang đứng đã, bây giờ là cầu Duy Thanh. Quang Đẩu xin chào các bạn, hẹn gặp lại. Rồi là Tết đến rồi, trên đôi môi thơm vương nụ cười tươi thắm. Rượu cạn ly ta chúc mừng năm mới, trẻ thơ cười được một tuổi ngày xuân. Tết đến rồi là Tết đến rồi, Tết đến rồi là Tết đến rồi, Tết đến rồi là Tết đến rồi, Tết đến rồi là Tết đến rồi. Tết đến rồi là Tết đến rồi, đến